Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Hà IT Computer Vlog. Hôm nay Mr. Hà chỉ làm một cái video này hướng dẫn cho những anh chị em nào chưa biết cách dùng cái phần mềm Google Chrome và dùng cái lệnh Google Chrome Doc để đánh văn bản không dùng trên bàn phím, đọc bằng giọng nói video trên cái Google Doc. Đó, mình rất là dễ dàng. Thôi thì bây giờ cái thao tác để mình chỉ kỹ ngay từ đầu cho anh chị em nào chưa biết làm và chỉ biết biết cách làm. Rồi, đầu tiên mở Google Chrome lên. Đó, mở Chrome lên. Rồi, nó sẽ hiện lên cái mục là các ứng dụng của Google chấm này. Chọn vô mục chấm. Rồi, kéo thanh chuột xuống, chọn vô cái mục tài liệu. Chọn mục tài liệu. Rồi, chọn mục tài liệu nha. Rồi, sau khi hiện lên cái mục tài liệu này là trên tên cái giao diện này là các bạn đã nhìn thấy đó, là ở đây là một tài liệu về những giao diện. Rồi, tài liệu các bạn đã đọc cho bạn. Rồi, sau khi nó hiện lên màn hình, xuất hiện cái giao diện màn hình như thế này, rồi hiện lên dấu cộng đó, là các bạn nhấn vô cái nút dấu cộng này. Rồi, hiện lên màn hình này. Rồi, các bạn sẽ nhấn ba phím tổ hợp Ctrl Shift S trên bàn phím. Rồi, đó, nhấn bàn phím tổ hợp Ctrl Shift, nó sẽ hút hiện micro mic. Rồi bây giờ cái việc là các bạn cứ việc đập cái giọng nói vào, đó, đập cái giọng nói vào thì nó sẽ nhận diện giọng nói và nó sẽ dịch cái giọng nói của mình lên màn hình giao diện này. Đó. Rồi, bây giờ mình xóa cái đoạn này đây. Rồi, bây giờ bắt đầu mình đọc này. Đó. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi làm lại này, em đọc chưa rõ ha. Đó đi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Đơn xin phép. Đó. Nó sẽ hiện ra cái dòng này đúng không? Mình vừa đặt này, cộng hòa xã hội Việt Nam rồi bây giờ mình muốn đọc tiếp, rồi sau đó mình sẽ copy cái đoạn này qua cái một văn bản, cái một Word để mình có thể là xuống hàng hay là chỉnh sửa dấu chấm dấu phẩy hay là tùy của quá trình mình định dạng. Ở đây là mình cứ đọc một hàng, đọc lưu đó, sau đó mình chỉnh sửa. Còn không các bạn có thể là tự có thể là đánh hết, đọc hết một dòng đó, các bạn có thể enter xuống dòng dấu phẩy gì đó thì nó sẽ vẫn định dạng cho các bạn theo cái cách của mình. Đó, đó. Bây giờ giả sử tới đây rồi mình có thể là enter cái nút này xuống hàng để mà đọc tiếp. Đó, sau đó tí nữa mình khỏi phải mất công chỉnh sửa dấu dài rồi mà đọc lại. Mình đọc lại. Kính gửi ban giám hiệu nhà trường. Kính gửi ban giám hiệu nhà trường. Kính gửi ban giám hiệu nhà trường. Đó, rất là ok, rất chuẩn không? Không, chỉ đơn giản vậy thôi nha anh em. Rồi, anh chị em nào mà có cái kêu mà dùng để đánh văn bản nhanh gọn, soạn thảo văn bản nhanh gọn trên văn phòng hay là soạn giáo án hay là làm những vấn đề gì liên quan tới tài liệu thì mình sẽ dùng cách này rất hiệu quả. Rồi, xin phép mình tạm dừng cái video hướng dẫn tại đây. Xin chào tất cả anh chị em. Anh chị em xem cái video hướng dẫn này của mình thấy hay hiệu quả thì cho mình một đăng ký sub và chia sẻ đến mọi người cùng biết. Xin chào tạm biệt mọi người.